Không phải là đi cùng chuyến với nhau à? Thế vậy đi xuống cửa 8 đi. Nhưng mà lúc nãy Mai Ca cũng đi vào đường này được mà. Đi vào đây đi. Gọi Mai Ca đi. Mai Ca cũng vào đây. Để Mai Ca chỉ vô đường đây nè. Đi vào đường D1 xuống đường. Rồi chúc chị thành công nha. Chúc này thành công chị luôn. À, chị báo bình tĩnh. Bắt được rồi. Mình tin tới rồi cả nhà. Chào chị Ba. Mai chị chúc mọi người thi diễn thành công chị ha. Chúc mọi người thành công nha. Chị Ba đi chị ơi. Chị Ba bình tĩnh nha. Trong đấy rồi. Bye bye nha. Chúc anh Sang nha. Chúc anh Sang vui vẻ nha anh Sang. Bỏ thuốc ở đây sang bên đó mua. Chưa vô chị ơi. Rồi. Ok. Đó. Đã vào. Là món đã vào nha mọi người. Chị tất vào đó. Đó. Còn ly nữa đâu nhỉ? À còn chị ly nữa mọi người. Nhanh nào có chỗ chị. Đi vô nhanh lắm. Cái này là đọc lưu loát này. Tại vì đọc mỗi ngày rồi. À, mỗi ngày phải đọc. Có nhớ không xa không đây? À, anh Sang đi diễn như nào về vậy? À, tại đâu đứng rồi sao mình nhớ đâu. Vậy hả? Vậy là 16 giờ là đi 17 ngày, 12 ngày hả chị? Đúng rồi, lịch là 17 ngày mà. À, anh Sang qua bển là anh Sang hát ở 3 điểm luôn. 3 điểm với một đồ. Cảm ơn chị bé. Bà xã anh Sang rất là nhiều. Hy vọng là cô chú anh chị và mọi người ghé qua tiệm Hồng Ngô để ủng hộ cho anh chị nha. Đó là cái điều mà có lẽ là đến thời điểm hiện tại thì tất cả mọi người ai cũng muốn. Có mà. Đúng rồi, đi Linh Tý. À, sau cái chuyến đi này về xuống miền Tây thì chị có đi cùng Hoàng Loan không? Và Tây Ninh nữa đó nhỉ? Từ rồi chứ sao các bác không được đi. Biết ngày không chị cãi đi, nếu mà sắp xếp được thì mình cứ đi để mình ủng hộ cho anh Sang. Biết rồi, sắp xếp là đi ủng hộ nhưng mà đúng rồi, cái khó của khi mở tiệm, mình là chủ tiệm là như vậy đó, mà chị là thợ chính mà đúng không? Đó, là sao anh sang là thợ chính? À, chồng lo mới vào bên trong rồi bạn ơi. Thế chị em nào có câu hỏi hay là chia sẻ gì đi, cho chị đi tối, đấy là bà Linh, chị đi đang tối rồi. À. Đây là người chụp hình với làm món trong rất nhiều ấy này. À trong chờ đợi chờ chị Ni đến, cô chú anh chị ơi. Chờ chị Ni đến nữa là lão vào bên trong cô chú anh chị. Để coi chị Ni đến thì đôi khi mình không có thấy đâu cô chú anh chị. Vì nói chung là buổi chiều bây giờ là xe cũng rất là đông luôn cô chú anh chị ơi. Rất là đông luôn mọi người. Đó là chị còn là còn chị còn chị Ni nữa thôi, còn anh Hai Vũ Lân nữa của mọi người. Chắc có lẽ là khi mà mấy chị làm giấy tờ xong cũng sẽ di chuyển ra ngoài đó cô chú anh chị. Để di chuyển ra ngoài chị ăn nữa, chị Ni chưa đến. Chào chị Ni chưa đến mọi người ơi. Chị Ni chưa đến nha mọi người ơi. Nhỏ mới vào là chị Mai Ca vào trước, sau đó là chị Ba Bình Tinh, chị Hồng Loan và anh Huy Sang vào chung. Đó cả nhà, cũng vừa vào bên trong vừa cửa này nè cả nhà.
cô chú anh chị. Đây là có chị bé ơ này, bé đang tiễn anh Huy Sang đây mọi người. À, chắc có lẽ là chị mấy chị vào trong để làm giấy tờ xong chắc cũng di chuyển ra ngoài đó cô chú anh chị, đợi trong đó cũng phải mấy tiếng đồng hồ thôi. Chị sẽ mình đây cô chú anh chị ơi. À, cảm ơn chị Mỹ Thu, chúc chị Mỹ Thu chúc gia đình thành công tốt đẹp, và cảm ơn em tha mẹ chị Hồng Loan. À, cảm ơn 1.000 năm qua của chú anh chị trên đường lai của ủng hộ Tây Nguyên để trong cái buổi tiệc tiễn chị Hồng Loan, chị Ba Bình Tinh, chị Mê Ca, anh Huy Sang, cả nhà đi qua nước ngoài là qua Úc để cái show diễn cho một ngày thành công tốt đẹp của chú anh chị. Mà cô chú anh chị đừng quên nhấn like cho Tây Nguyên miền, cô chú anh chị 1.000 mấy cô chú anh chị vào có đường like rồi, cô chú anh chị mỗi người mỗi cái like cả nhà, cho em mỗi cái like đi cô chú anh chị. Nói chung thì em quay đôi khi mà em có đọc bình luận được thì em không đọc được thì mong cô chú thông cảm nha. Còn đợi chờ anh Hơ Vũ Luân chị đi đến nữa là cả nhà. Nói chung là già chồng lên tí cũng chập đến đây để tiễn anh chị em đi. Nói chung là lên tí với trăm không có đi nha cô chú anh chị. Thì hồi nãy lên tới với Trâm cũng có chia sẻ là có tham dự cái bữa tại khai trương cửa hàng gì của chị Trâm Anh gì đó cô chú anh chị. Đây anh chị nè, chị bé ơ đây. Anh Quy Sang mới lên máu vô máy bay mà chị đã buồn rồi cô chú. Mà cô chú anh chị đừng quên nha, muốn xăm mai cho mày là hãy liên hệ chị bé ơ ngay số điện thoại nha, 0937095030 nha cả nhà. 133 Cù Lao, phường Hai Cùng, Phú Nhuận cô chú anh chị. Đó, chị đang đợi với mua nước đó cả nhà. Thì bọn em đứng đây canh coi chị Ni. Có chị Ni tới không? Bật like. Đợi chị Ni đúng mọi người ơi. Còn chị Ni nữa cô chú anh chị. Chắc có lẽ chạm mấy chị ra ngoài cũng giao lưu nữa chứ em. Không, nếu mà có tiền trường hợp thì cứ ra ngoài. Ra ngoài chắc nó cho mình ra ngoài với chị đi, nó cho ra ngoài. Nhưng mà chị sợ chạm luôn. Thì nếu mà mấy chị mà làm xong á, anh chị làm đã xong thì ra ngoài di chuyển giao lưu của bà con nha cả nhà. Bà con cứ an tâm đi. Còn hiện trạng bây giờ là cô chú anh chị hãy nhắn like mạnh cho em cả nhà, cho cô chú anh chị cùng nhau chung tay đón anh chị em đi qua show diễn ở tại Úc cả nhà, cho nó được bình an, suôn sẻ, thành công, tốt đẹp. Có điều đó thì các cô chú anh chị yêu mến chị Hồng Loan trên kênh của Tây Nguyên Miền, cũng như là yêu mến trong tất cả xã hội cả yêu mến chị Hồng Loan thì ủng hộ. Không biết chị Ni đi xe gì? Anh hai chắc đi xe ảnh rồi. Thì xanh 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 kìa. Thì xanh xanh được rút ở góc kìa phải không? Ok. Ở trong góc kìa, không phải không phải. Anh hai anh chắc nghiêng mới đi xe ảnh rồi. Cả nhà chia sẻ mạnh like em cả nhà ơi. 400 cái like của chú chị, cho em mỗi 1.000 mốt của chú chị, mỗi của chú chị cho em mỗi cái like đi. Nói chung là buổi chiều giờ bay của chú anh chị là bay quốc tế của chú anh chị rất nhiều xe nghe. Tôi coi xe đây. Đang chờ đợi đó cô chú anh chị.
Còn anh Hai đó nghe, anh Hai đó nghe mọi người. Ủa, Kim Tử Long, chú Kim Tử Long có đi không ta? Hả? Kim Tử Long có đi không ta? Có luôn không? À, xí thì vợ chồng lên tới 100 đến đây nha mọi người. Chắc có lẽ một lát nữa ra nó đi lên tới 100 chưa gặp. Ừ, thì phải ra chứ. Để ra chiếm lót. Chiếm lót ra hả? Trời ơi, chiếm lót ra, chiếm lót ra mọi người ơi. Chị Lân, chào cô chú anh chị trực tiếp nha chị. Đó, mọi người. Chào đại gia đình nha, đây có mấy anh em thì chiếm bày đi Úc. Vui hạnh phúc mà hồi hộp nha mọi người. Quéo nha. Quéo nè, chị Lo nói chị quéo luôn rồi. Chị quéo luôn. Bé ơi, lau nước mắt nè. Bé ơi, lau nước mắt. Cả nhà ơi, bé ơi, khóc không rồi. 2 tuần nữa mà. 2 tuần nhát lắm. Mó nói gì nào mó? Chuẩn bị đi nước ngoài, không yêu. Vui. Bắt chú đi Tây Ba đi ngoài luôn, nói vậy á. Đúng rồi, đi nhiều. Đã vậy là bây giờ là gọi bởi mình diễn mấy diễn nha chị Lâu. Là diễn nào? Là anh với ở Mèo Bành với... Mày ấy, cái cây nha. Cái cây nha. Đi 1 điểm được không? Là 3 điểm là 3 sân khấu nó khác nhau luôn á. Đấy, tôi nói có sai đâu. Đó, chị bơ khóc mọi người ơi. Ủa anh Hải không đi hả chị? Anh Hải không ra đón chị nè. Anh Hải không đi ra tiễn chị à? Đi sợ nó sợ vậy nè. 120 ngày là còn có chứ. Có rồi đó. Không có chỗ vậy không lo nữa. Tí nữa chạy vào nhớ đưa anh cái mic nha. Tí nữa chạy vào sân bay nhớ đưa anh cái mic nha. Mày mà mang mic của anh đi sang Úc là tao dược theo á. Không để im đó, bảo tí nữa đi vào là nhớ trả anh cái mic đâu. Anh đó hả? Đừng có mang sang Úc quá.